Xin chào toàn thể anh em, chào mừng em quay trở lại với Thế Anh Audio. Và để tiếp tục các video thì ngày hôm nay một video rất là đặc biệt được Thế Anh sẽ lên để giới thiệu cho các bác và anh em. Và đặc biệt đây là video đầu xuân năm mới, bên em sẽ giảm giá cho các bác cũng như là có những phần quà để lì xì đầu năm mới cho các bác. Rất nhiều các sản phẩm mà anh em có thể thấy ở đây, đẩy 2 kênh, đẩy 4 kênh, vang, mic, quản lý nguồn, lưng tiếng. Đấy, ngày hôm nay nhá, video đầu xuân năm mới của năm 2024, bên em sẽ lên giảm giá sập sàn cho các bác luôn để cho anh em mua về chơi xuân. Thì cũng là video đầu xuân năm mới, em xin phép làm gửi lời chúc năm mới sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi đến toàn bộ các bác và anh em, một gia đình là an khang thịnh vượng đến anh em đang theo dõi video, cũng như là các bác đã và theo dõi ủng hộ Thế Anh Audio trong suốt quãng thời gian vừa qua. Một năm mới nhá, dồi dào sức khỏe, công việc thuận lợi và một gia đình an khang thịnh vượng. Đấy, thì trước khi vào video nhá, rất mong muốn các bác và anh em, đấy, các bác nào đang theo dõi video nhá, cho bên em xin một like, năm mới hoan hỉ, ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Nhá anh em nhá, năm mới anh em mình đi qua sẽ theo dõi video hoan hỉ, ủng hộ cho em Thế Anh Audio xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông. Cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều ạ. Và đây, sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu cho các bác đầu xuân năm mới, tất nhiên là sẽ có một mức giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác và anh em. Một mặt hàng mà cuối năm vừa qua là cháy hàng, hàng về cuối năm sát ngày quá không thể kịp gửi cho các bác và anh em. Thì đây là một sản phẩm dòng đẩy 4 kênh đến từ ETC Pro Audio, có mã là D1200 với công suất là 1200W kênh. Đấy, những dòng đẩy này thì em nói thật là trong năm vừa qua là cháy hàng không kịp gửi, vì các bên vận chuyển họ không nhận nữa, cuối năm rồi không nhận kịp, và em gửi cho các bác ô tô rất là nhiều rồi, nhưng rất nhiều anh em đặt quá là muộn nên không kịp gửi, thì em phải lên video sớm cho các bác để cho anh em là có nhu cầu đặt về chơi xuân thì nhanh tay nhá. Một mẫu đẩy 4 kênh với công suất là 1200W kênh, cũng như là dòng đẩy cao cấp có màn hình đầy đủ thông số, bao gồm là hiển thị đầy đủ các thông số, các cái công suất của từng kênh này, 1, 2, 3, 4 này, tốc độ quạt gió cũng như là sẽ báo nhiệt độ từng vế. Và điểm đặc biệt nhá, tốc độ quạt gió này nó sẽ thay đổi theo nhiệt độ của từng kênh. Ví dụ như là từng vế nhiệt độ cao thì tốc độ quạt gió sẽ tăng, và nhiệt độ thấp thì tốc độ quạt gió sẽ giảm. Đấy nó sẽ automatic cho anh em, tự động hoàn toàn. Và phiên bản này là phiên bản cực kỳ cao cấp, anh em nhìn thấy rồi, có màn hình công suất của nó là 1200W một kênh. Với 1200W một kênh thì các bác mua về đánh sự kiện thì bao cho các anh em cứ mỗi kênh này một chiếc 40 coi 100, hoặc là anh em có thể đánh 40 coi 76 làm một đôi. Đấy, anh em gia đình có thể một đôi kênh này một đôi 40 coi 76 hoặc là một đôi 30, căng đét cho các bác. Và kênh thứ ba anh em có thể sử dụng là các bác làm sự kiện thì hai kênh còn lại sẽ dùng là loa súp đơn 50 coi 100, còn em dùng gia đình thì kênh thứ ba có thể dùng loa lời, và kênh thứ tư anh em dùng súp đơn. Đấy, súp đơn 50, súp đơn 40, khỏe căng đét cho các bác và anh em, rất là đẹp, với thiết kế cực kỳ là đẹp. Đây là dòng đẩy hot nhất trong thời gian vừa qua, kể cả là giai đoạn cuối năm ngoái, cũng như là em nghĩ là trong video này, cũng như là tiếp theo là trong những ngày đầu xuân năm mới này, thì anh em rất là hot những dòng đẩy với một mức giá là cực kỳ hấp dẫn cho các bác nhá. Và đây soi kỹ cho các bác và anh em nội thất của nó, với một sử dụng là một nguồn đồng size 22 rất là to cho các bác. Đấy, một nguồn đồng size 22. Đấy, và hãng thì anh em biết rồi, tất cả các cái tem của hãng này, QR code này. Đấy, đầy đủ cho các bác, mã vạch đầy đủ, hàng chính hãng của ETC. Và với một mức giá cực kỳ hấp dẫn, nguồn đồng size 22 rất là khủng nha, khủng nhất của trong những dòng đẩy 4 kênh. Cộng thêm nữa là anh em có thể thấy phiên bản nâng cấp sẽ nâng cấp từ 16 tụ lên 24 tụ lọc nguồn. Đấy, 4 kênh và 24 tụ lọc nguồn nên nguồn rất là khỏe. Cộng thêm nữa là anh em thấy nhá, tất cả là sò trường LJW, tất cả là sò trường LJW, cả bù áp nữa là 80 sò cho 4 kênh. Đấy, quá là khỏe luôn. Đấy, 80 sò trường LJW cho 4 kênh. Anh em nhìn thấy các con bù áp của nó đây. Đấy, từng kênh nhá đều có bù áp. Đấy, từng kênh đều có bù áp luôn. 80 sò trường LJW cộng với cả 24 tụ lọc nguồn thì anh em biết rồi, quá là khủng luôn. Một dòng đẩy cực kỳ cao cấp. Và anh em có thể thấy ở đây nhá, với thiết kế mạch là thiết kế mạch Class H, nên thì anh em nhá, hiệu năng của nó cực kỳ tốt, đánh rất là khỏe, bền bỉ và ít lỗi vặt. Những dòng đẩy thiết kế mạch Class H này, đấy, rất là cao cấp, soi kỹ cho anh em này. Đấy, và đây nhá, anh em nhìn có thể đấy, tất cả các kênh đều có các rơ le chống cháy. Đấy, các rơ le đây, các kênh đều có các rơ le màu xanh này, chống cháy luôn.
chống cháy đẩy cực kỳ cao cấp luôn. Đây là những cái phiên bản cao cấp thì anh em cứ yên tâm nhá. Đây, dơ le chống cháy. Đấy, kể cả nguồn này cũng có dơ le luôn, đầy đủ cho các bác. Có cầu dơ le, có cầu chì đây, anh em nhìn thấy không? Cầu chì đấy. Đấy, nên đã bảo vệ cực kỳ tốt. Và đặc biệt những dòng đẩy 4 kênh này đánh rất là khỏe, tiếng cực kỳ sáng. Và hàng này hàng chính hãng của ETC anh em nhá. Hàng chính hãng và trong thời gian vừa qua nó là hàng cháy hàng. Nhưng ngày hôm nay nhá, bên em sẽ giảm giá cho các bác ngày đầu xuân năm mới. Với một mức giá em cam kết là giá tốt nhất thị trường hiện nay. Cũng như là dòng đẩy 4 kênh này, dòng đẩy cao cấp nhất trong tầm giá này anh em không thể mua được. Đấy, hãng và ngoài anh em vẫn mua là hơn 10 triệu. Nhưng ngày hôm nay nhá, em giảm giá cho các bác, giá chỉ có 6.200.000. Bên em sẽ bao ship và tặng cho các bác và anh em 4 dây giác cà lông. 6.200.000 một chiếc đẩy. Đấy, 4 kênh, công suất là 1.200 kênh. Và đặc biệt đây là phiên bản cao cấp. Phiên bản cao cấp có màn hình đầy đủ này. Có màn hình hiển thị các thông số như nhiệt độ này, công suất và tốc độ quạt gió cũng như là đèn nháy. Và nội thất thì được nâng cấp 24 tụ lọc nguồn và 80 sò trường LGBK cả bố áp của từng kênh từng vế. Giá ngoài vẫn bán hơn 10 triệu nhưng em nhá, Thế Anh Audio ngày đầu xuân năm mới bán cho các bác và anh em 6.200.000. Anh em mua hàng nhắn tin số em, chốt đẩy ETC D1200. Chốt đẩy ETC D1200 và anh em vui vẻ hoan hỉ cọc cho em 300.000. Vì thật sự anh em những chiếc đẩy này nhiều anh em hỏi là cân bao nhiêu thì con này là gần 30 cân và độc tiền dây rắc và tiền ship nó khoảng gần 500.000. Bên em sẽ miễn phí tặng dây rắc, miễn phí ship cho các bác nên em vui vẻ hoan hỉ đầu xuân năm mới cọc giúp em 300.000, nhận hàng kiểm tra thanh toán nốt, ok chưa? Hàng này hàng mới sẽ được bảo hành cho các bác là 1 năm, bảo hành 1 năm cho các bác luôn, cực kỳ chất lượng. Đấy, ngày đầu xuân năm mới thì nhá, các bác đang theo dõi video nhá, hoan hỉ nhá, các bác đi qua theo, hoặc là đang theo dõi hoan hỉ cho bên em Simline nhá, để động viên Thế Anh Audio cho bên em Simline một đăng ký kênh và nhấn chuông nhá. Cảm ơn các bác và anh em rất nhiều. Các mặt hàng bên em sẽ giảm giá cho các bác, giảm giá đầu xuân năm mới. Đấy, tiếp theo nữa đây, một dòng vang cơ lai số cực kỳ hay đến hiệu Tamashii, có mã là FX18. Đấy, dòng này em bán trong năm vừa qua bán rất là nhiều. Dòng vang chính hãng của Tamashii, đây sẽ quay cho các bác nhé, tem này, tem chính hãng của Tamashii. Tamashii là thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản rồi, anh em biết rồi, cực kỳ hay luôn, cực kỳ chất lượng. Và đây, quay cho các bác xem tem của nó nhá. Đây, tem chống hàng giả luôn, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. QR code tem chống hàng giả của Tamashii, thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Và đây là những phiên bản cơ lai số hay nhất của Tamashii. Và em sẽ giảm giá ngay đầu xuân năm mới cho các bác nhá. Giới thiệu qua sau đó là sẽ báo giá. Đấy, với thiết kế là mặt trước đây là một màn hình hiển thị ở giữa này. Và bên này một dòng cơ lai số em biết rồi, xử lý hoàn toàn là bằng số chip, là chip DSP đây. Đấy, chip DSP của Mỹ xử lý hoàn toàn một số lên, xử lý tiếng nhạc, tiếng mic cực kỳ hay. Cũng như là rất là dễ dàng chỉnh cho các bác và anh em. Anh em có thể thấy ở đây, bass, chung và chép của mic này. Đấy, anh em tăng lên thì vặn sang phải và muốn là giảm đi vặn sang trái. Bass, chung và chép của nhạc này. Và phần này phần cắt súp cực kỳ là uy lực cũng như là sạch sẽ cho các bác. Súp von volume của súp này. Và súp F này là cắt tần số của súp. Đấy, đánh cực kỳ là uy lực. Và điểm đặc biệt nữa con này nhá, có tiếng echo và dì vọt riêng biệt. Anh em thấy đây, phần này phần echo này có delay này, repeat và cắt tần số của echo này. Phần dì vọt có dì vọt time, dì vọt bond và cắt tần số dì vọt. Cũng như là sẽ trang bị cho các bác và anh em một phần equa. Đấy, riêng biệt luôn, phần bass và chép của phần effect equa cực kỳ hay luôn. Và con này các cái đường kết nối đầu vào thì cũng đầy đủ cho các bác, bao gồm này, optical là cổng quang, bluetooth và các đường hoa sen, AUX1, AUX2. Anh em đang sử dụng là TV Xiaomi có thể kết nối trực tiếp bằng cổng COA này. Đấy, kết nối trực tiếp cho các bác. Và đường ra có hai đường ra chính, NOW và RO, và một đường ra súp. Anh em có thể ra hai súp riêng biệt bằng là hoa sen, súp 1, súp 2. Đấy, rất là chất lượng, có hai lỗ cắm mic đằng sau. Và phiên bản này phiên bản cực kỳ cao cấp, có trang bị cho các bác và anh em nhé một chiếc điều khiển từ xa. Đây, anh em có thể điều chỉnh tất cả các cái thông số, ví dụ tăng giảm của mic, tăng giảm của effect và tăng giảm của nhạc, cũng như là điều chỉnh của các cái cổng kết nối input, các cái equalizer hay là bật tắt chống hú qua những chiếc này, những chiếc điều khiển từ xa này. Anh em có thể thấy ở đây, anh em cũng có thể điều chỉnh ở đây. Mode là sẽ điều chỉnh các cổng kết nối này, các đường kết nối vào này. FX là bật tắt chống hú này, có 3 level chống hú.
đấy, cực kỳ cao cấp. Và cái phần play lec này là khi anh em cắm USB sau đó là sẽ điều chỉnh đấy, cực kỳ hay luôn nhá. Và anh em nghe tiếng nhạc của nó đi ạ, em sẽ bật nhạc cho anh em nghe tiếng nhạc nhá. Cực kỳ là hay nhé. Con này có chip xử lý DSP nên xử lý tiếng nhạc, tiếng mic cực kỳ hay. Và đây em sẽ alo tiếng mic cho anh em nghe cảm nhận. Tiếng mic của nó có phần echo, reverb riêng biệt. Anh em nghe tiếng echo cực kỳ là ngọt ngào và tiếng reverb rất là sáng tiếng. Anh em nghe nhá, nghe trực tiếp qua những chiếc vang cơ đài số này. Đây là phiên bản hàng chính hãng của Tamashii, sẽ được bảo hành 1-1 trong vòng 1 năm. Và bên em sẽ có những phần quà dành riêng cho anh em mua những chiếc vang cơ đai số này đầu năm nhá, sẽ có những phần quà dành riêng cho các bác. Và giá thì em cam kết là giá tốt nhất thị trường hiện nay. Khi anh em mua những chiếc vang cơ đai số này, bên em sẽ tặng cho các bác là một dây quang kết nối trực tiếp từ TV. Và dây quang này, dây quang chống đứt đấy, dây quang rất là to và chống đứt dài 2m đấy. Một dây quang nhá, anh em mua những chiếc dây quang này ngoài giá khoảng hơn 100.000, nhưng em sẽ tặng miễn phí cho các bác. Ngoài dây jack kết nối đẩy hoặc là mini sẽ tặng thêm cho các bác một dây quang nữa, ok chưa? Và giá ngày hôm nay nhá, anh em nhanh tay ạ, giá cực kỳ là tốt, chỉ có 1.150.000. Bên em sẽ bao ship và tặng đầy đủ jack kết nối cộng thêm một dây quang dài 2m đấy. Giá cực kỳ tốt cho các bác mua hàng đầu xuân năm mới, 1.150.000. Hàng mới chính hãng sẽ được bảo hành cho các bác là 1-1 trong vòng 1 năm. Rất là chất lượng, đây là hàng chính hãng của Tamashii nhá, rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Và mua hàng đầu năm mới đã được tặng dây jack kết nối đẩy hoặc lâm ly và tặng thêm một dây quang dài 2m cho các bác và anh em. Đấy, cực kỳ chất lượng. Đầu xuân năm mới giảm giá tặng quà thì rất là mong muốn các bác đang theo dõi video ủng hộ Hoan Hỷ cho bên em Simline. Đấy nhá, Hoan Hỷ ủng hộ cho bên em Simline, một đăng ký kênh và nhấn chuông nhá. Cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều. Và đây sẽ tiếp tục có mặt hàng để giảm giá cho các bác. Đây, những chiếc lưng tiếng của TACT sẽ giúp cho các bác lưng tiếng nhạc, lưng tiếng mic cực kỳ là hay luôn. Lưng tiếng nhạc, lưng tiếng mic của bộ dàn cực kỳ hay. Đặc biệt, anh em nào đang sử dụng là vang cơ hoặc là những chiếc âm ly nghe nhạc không được hay thì qua những chiếc lưng tiếng này cực kỳ hay cho các bác. Hàng của TACT Pro Audio rất là chất lượng, và quay cho các bác đằng sau nhá. Đây là những chiếc lưng tiếng là em nói rồi, đây là lưng tiếng thuần nên sẽ giúp cho anh em lưng tiếng nhạc, lưng tiếng mic cực kỳ là hay. Và các đường vào thì anh em có thể thấy này, đường input là các đường vào input và output ca lông hoa sen đầy đủ. Và có đường ra súp riêng nhá, anh em có thể cắt súp trực tiếp trên những chiếc lưng tiếng này. Đây, cắt súp trực tiếp đây. Đấy. Cắt súp trực tiếp nên anh em cắt cực kỳ là sạch sẽ và tiếng đánh rất là uy lực. Và đây em không để anh em phải chờ đợi lâu nhá, em sẽ test sau đó là sẽ báo giá cho các bác. Test tiếng nhạc qua lưng tiếng và không qua lưng tiếng nó khác biệt nhau nhiều như thế nào, em nghe trực tiếp ạ. Đây, hiện tại là em đang cho qua lưng tiếng. Đây, sẽ cho một chút nữa. Đây, đang cho qua lưng tiếng nhá, anh em nhả ra này. Đấy, tiếng nó trùng xuống nhá, đặc biệt giải bass và giải chép của nó trùng hoàn toàn luôn. Đây, anh em nghe nhá. Đấy, khác biệt rồi ạ. Đấy, tiếng bass xuống sâu cực kỳ lực và tiếng chép rất là sáng, tiếng chép anh em nghe này. Nhá. Đấy, ấn vào này. Đấy, đúng không ạ? Đây là những chiếc lưng tiếng, lưng giúp lưng tiếng nhạc, lưng tiếng mic cực kỳ là hay. Và đặc biệt nhá, đầu xuân năm mới bên em sẽ giảm giá cho các bác. Đấy, giá cực kỳ tốt, giảm giá. Con này có 5, 2, 4, 5 chiếc, em sẽ giảm giá 5 chiếc đầu xuân năm mới. Giá chỉ có 500.000 một chiếc và bên em sẽ bao ship tặng đầy đủ dây jack kết nối, ok chưa? Bao ship tặng đầy đủ ra kết nối cho các bác và anh em. Mua hàng em nhắn tin nhá. Đầu xuân năm mới anh em vui lòng nhắn tin từ số đại em hoặc là Zalo số đại em. Chốt lưng tiếng TACT TA99 hoặc là chốt lưng tiếng TA99. 500.000 bao ship tặng ra kết nối đầy đủ cho các bác. Nhận hàng kiểm tra thanh toán, ok chưa? Giá cực kỳ là tốt nhá. Và hôm nay em là em mở hàng sớm, ngày mùng 2 là em đã mở hàng rồi. Thì anh em nhá, vui lòng nhắn tin mua hàng, có thể nhắn tin trực tiếp với số đại em
đấy, trực tiếp số điện thoại hoặc là nhắn qua Zalo số này, em sẽ trả lời qua Zalo anh em nhé. Nhiều khi là em thực sự là mùng 2 thì gọi điện đôi khi là em cũng bận không nghe máy được, anh em thông cảm, nhắn tin trực tiếp số điện thoại hoặc là nhắn tin qua Zalo số điện thoại em. Giá những chiếc lương tiếng này 500.000, bên em sẽ bao ship và tặng đầy đủ dây jack kết nối cho các bác. Ok chưa? Giá cực kỳ là tốt cho các bác và anh em. Đây, một sản phẩm mà cuối năm vừa qua anh em mua rất là nhiều. Đây thì em cũng giới thiệu ngay cho các bác những chiếc quản lý nguồn đến từ ETC có mã là E10. Đấy, những chiếc quản lý nguồn này là hàng chính hãng của ETC, sẽ giúp cho các bác rất nhiều công dụng. Thứ nhất là chống cháy chập quá tải, khi bất kỳ một sự cố nào xảy ra thì áp này sẽ nhảy này. Đảm bảo tất cả các thiết bị điện anh em đấu ở đây được an toàn, không xảy ra sự cố cháy các thiết bị điện, cũng như là không xảy ra bị trường hợp bị cháy nổ do quá tải. Đấy, cực kỳ là cao cấp. Và một chức năng nữa anh em thấy nha, khi mà bật lên này, nó sẽ bật lần lượt từ cổng 1 đến cổng 8. Và anh em không dùng đến, anh em tắt đi này, nó sẽ tắt từ cổng 8 đến cổng 1. Đấy, đây là chức năng sẽ giúp cho các bác anh em sử dụng là dàn âm thanh nó không gây tiếng bụp ra loa khi bật và tắt. Đấy. Và ngoài nữa ra anh em có thể bật tắt từng cổng bằng cách là xoáy cái căn đây edit này, xoáy. Đấy, nháy ra là anh em tắt đi, xoáy sang, tắt đi, hoặc bật lên anh em chỉ cần xoáy lại, nhấp nháy ở đấy anh em bật lên. Đấy, bật tắt từng cổng rất là cao cấp luôn. Với thiết kế là một ổ cắm đằng trước và có 8 ổ cắm đằng sau. Đây, quay ngay cho các bác và anh em 8 ổ cắm đằng sau nhá. Đây. Hơi bị lòng dây một chút, em sẽ bỏ ra. Đây. Đầu xuân năm mới sẽ giảm giá sập sàn cho các bác, các mặt hàng chất lượng, anh em cứ yên tâm nhá. Đến với The Euro thì em cứ yên tâm về chất lượng và giá cả. Đấy. Và rất là mong muốn các bác theo dõi thì ủng hộ hoan hỉ cho bên em Simline nhá. Rất là đầu xuân năm mới này thì anh em bỏ 3 giây ủng hộ cho bên em Simline và một đăng ký kênh. Cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều ạ. Đây, thiết kế là một ổ cắm đằng trước và có 8 ổ cắm đằng sau, từ CS1 đến CS8. Đấy. Và tất cả các ổ cắm anh em nhìn thấy nhá, đều là các lá đồng rất là dày. Và bên trong nữa thì có mút ổ cắm. Đây, cái mút ổ cắm này. Đấy, các cái ổ đều có mút, nên chính vì vậy anh em cắm rất là chặt, tránh trường hợp bị mo ve. Ngoài ra là một chức năng dòng này là dòng quản lý nguồn cao cấp, có một chức năng mà anh em không để ý, nó là đây. Nó là chức năng lọc nguồn điện sạch. Đấy, ngoài các dơ le để chống cháy chập này. Đấy, và automat chống cháy chập thì con này có tụ lọc nguồn, tụ lọc điện vào này và tụ điện ra, cũng như các cuộn lọc nguồn. Đấy, các cuộn lọc nguồn này sẽ giúp cho anh em là lọc nguồn điện sạch. Các thiết bị điện tử, ví dụ như tivi này, hay là các dàn âm thanh của anh em lọc qua những nguồn điện sạch này thì sẽ thấy ngay chức năng của nó, tác dụng của nó là sẽ giảm ù xì cực kỳ là nhiều. Giảm ù xì các thiết bị âm thanh rất là nhiều. Thứ hai nữa là cái lượng nhiệt tỏa ra nó sẽ ít đi cực kỳ là nhiều. Ví dụ như anh em sử dụng là trong khoảng 1 giờ thì nó tỏa ra 100 độ, nhưng qua những chiếc quản lý nguồn lọc nguồn điện sạch này nó sẽ tỏa ra chỉ có 30 độ thôi. Qua đó là sẽ đảm bảo các linh kiện điện tử sẽ được sử dụng lâu dài hơn và được bền hơn. Thì các cái linh kiện bền thì các cái thiết bị điện tử được nâng lên. Đấy, nâng lên rất là nhiều, nâng về tuổi thọ cũng như là độ bền cực kỳ là nhiều qua những chiếc quản lý nguồn có lọc nguồn, hàng chính hãng của ETC này. Đấy. Và đặc biệt nhá, đầu xuân năm mới bên em vẫn sẽ tặng quà miễn phí cho các bác một bộ pin sạc. Và giá ngày hôm nay thì cam kết là giá cực kỳ tốt nhá. Đây, tặng miễn phí cho các bác và anh em một bộ pin sạc, bao gồm một đốc sạc và 4 quả pin đến từ Double Pong. Giá ngày hôm nay nhá, em sẽ báo cho các bác và anh em giá đầu xuân năm mới cực kỳ là tốt. Và nhanh tay ạ, nhắn tin cho em chốt quản lý nguồn E10. Chốt quản lý nguồn E10 giá chỉ có 1.150.000 anh em nhá. 1.150.000. Trong cuối năm vừa qua, rất nhiều anh em có đặt hàng nhưng không kịp gửi thì có thể nhanh tay. Đầu xuân năm mới này đã giảm giá tặng quà rồi, giá cực kỳ là tốt. Nhắn tin cho em chốt quản lý nguồn E10, giá chỉ có 1.150.000, em bao ship tặng đầy đủ dây jack, tặng đầy đủ cho các bác về pin sạc này, cũng như là nhận hàng kiểm tra thanh toán. Ok chưa? 1.150.000. Giá cực kỳ tốt, hàng này hàng chính hãng của ETC, sẽ được bảo hành cho các bác là 1 năm, hàng mới nguyên hộp, bảo hành 1 năm cho các bác. Ok chưa? Yên tâm chưa? Đến với The Euro em cứ yên tâm về chất lượng anh em nhá. Chất lượng và giá cả sẽ cam kết là giá tốt nhất thị trường cho các bác và anh em, cũng như là chất lượng, những giới thiệu cho các bác anh em những mặt hàng chất lượng trong phân khúc giá như thế thì em cứ yên tâm nhá. Đấy, và tiếp tục em sẽ giảm giá tiếp cho các bác. Đây, giảm giá tiếp cho các bác những bộ mic không dây JBL, JBL KM99, một dòng mic không dây rất là đẹp, với thiết kế mặt trước là mặt phay nhôm này, màn hình hiển thị 2 màn hình
của kênh A và kênh B riêng biệt. Các bác dòng mic này anh em có thể hát gia đình hoặc là làm sự kiện nhỏ rất là ok nhá. Đấy, mặt là mặt phay nhôm cực kỳ đẹp này, có tai bắt được tủ âm thanh, tí nữa em sẽ giới thiệu cho các bác. Đằng sau của nó thì đây, đây đằng sau của nó thì có các cái lối ca lông này, có rắc 6 ly cũng như là anten rời đầy đủ cho các bác và anh em. Con này sóng sánh em đã test rồi, đảm bảo cho các bác từ 30 đến 40 mét. Đấy, anh em làm sự kiện nhỏ cũng rất là ok, gia đình thì quá yên tâm vì tiếng con này rất là hay. Tiếng mic cực kỳ hay cho các bác và anh em. Đây là hai núm volume chỉnh kênh A và kênh B riêng biệt. Đấy, và đây sẽ quay cho các bác và anh em về đây. Hàng này hàng em bên thanh lý của nhà máy, hàng mới nguyên hộp, sẽ đầy đủ phụ kiện bao gồm là tay mic này, có nguồn, có chống năn đầy đủ và có tai bắt được tủ âm thanh. Anh em về nhà có thể tháo ra bắt trực tiếp vào tủ âm thanh. Đấy, tay mic thì đây. Tay mic là tay mic kim loại nhá, em sẽ mở ra cho các bác này, mở ra cho anh em xem. Đây, tay mic đây, kim loại, anh em có thể nghe đấy nhá. Đây gặp. Đấy, tay mic kim loại nhá. Đấy, rất là chất lượng luôn. Giá thì cam kết là giá cực kỳ là tốt đây. Trước khi báo giá thì alo ngay cho anh em nghe tiếng mic của nó nhá, bật tay mic lên này. Đấy, bật lên và alo cho anh em nghe luôn. Đấy, tiếng rất dày và bay tiếng cho anh em. Tiếng cực kỳ dày, bay tiếng và độ hút tiếng tốt. Và giá ngày hôm nay nhá, bên em sẽ tiếp tục giảm giá cho các bác. Giá cực kỳ là tốt nhá. Đầu xuân năm mới sẽ giảm với một giá cực kỳ là tốt, cũng như là sẽ có phần quà tặng cho các bác và anh em một bộ pin sạc để double bow tặng miễn phí cho anh em nhá. Giá cam kết là giá cực kỳ tốt, giá chỉ có 1.200.000. Một bộ mic không dây JBL KM99 bao ship tặng một bộ pin sạc, nhận hàng kiểm tra thanh toán, ok chưa? 1.200.000 duy nhất nhá. Ngày đầu xuân năm mới bên em sẽ giảm giá cho các bác thôi ạ. 1.200.000 bao ship và tặng cho các bác một bộ pin sạc như này. Giá chỉ có 1.200.000, giá quá rẻ ngày đầu xuân năm mới. Rất nhiều các mặt hàng ngày hôm nay bên em giới thiệu cho các bác rồi. Đấy, giá luôn luôn là hướng đến là chất lượng cũng như là giảm giá ngày đầu xuân năm mới. Nên anh em vui vẻ hoan hỉ nhá. Hoan hỉ ủng hộ, ủng hộ thế nhau đô cho bên em Simline ạ. Đầu xuân năm mới các bác là bỏ không ngại ngần bỏ ra 3 giây hoan hỉ ủng hộ cho bên em Simline. Một, đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ thế nhau đô. Đấy, hôm nay rất nhiều các mặt hàng đẩy đây, đẩy hai kênh này, đẩy 4 kênh em đã giới thiệu cho các bác. Quản lý nguồn có lọc nguồn chính hãng của ETC. Vang cơ lai số giảm giá sập sàn hàng chính hãng của Tamashi Pro. Những bộ mic JBL KM99 và đặc biệt những chiếc lâng tiếng chỉ có 500.000 cho các bác, 5 chiếc thôi ạ. Đấy, giá cực kỳ là tốt cho các bác và anh em. Đấy, cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều nhá.